mến chào quý khán thính giả trên kênh Little Saigon News. Hôm nay, ngày 14 tháng 8, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Chính quyền Biden loan báo áp thêm chế tài lên chế độ Cuba. CIA xem xét thành lập trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc để đối phó với đe dọa từ đảng Cộng sản Trung Quốc. John Biden yếu đuối và đấu tranh cầu xin những kẻ khủng bố Taliban đừng phá hủy Đại sứ quán Hoa Kỳ. Và bây giờ là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 8 giờ Mỹ đã loan báo áp đặt vòng trừng phạt mới đối với các quan chức cấp cao và lực lượng vũ trang Cuba. Động thái này được chính quyền Biden đưa ra sau khi chế độ Cộng sản Cuba đã đàn áp kịch liệt các cuộc biểu tình quần chúng trong tháng 7. Bộ Tài chính Mỹ đã xác nhận vòng chế tài mới và đây là lần thứ hai. Trong một khoảng thời gian ngắn, chính quyền Biden đã tiến hành trừng phạt đảng Cộng sản Cuba. Bộ Tài chính cho biết các cá nhân và tổ chức Cuba bị chế tài lần này gồm các ông Romario Vidal Sotomayor Garcia và Pedro Orlando Martinez Berdenes và Tobas de Francin, lực lượng cảnh sát quân sự thuộc Bộ Vũ trang Cách mạng Cuba. Ông Andrew Gaki, giám đốc văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ phát đi tuyên bố hôm 13 tháng 8 cho hay, hành động hôm nay phơi bày những thủ phạm thêm nữa chịu trách nhiệm, trấn áp những lời kêu gọi vì tự do và tôn trọng nhân quyền của nhân dân Cuba. Hồi tháng 7, Tổng thống John Biden và Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt chế tài lên lực lượng cảnh sát Cuba và hai nhà lãnh đạo chế độ này cùng các cá nhân và tổ chức khác những chế tài như này sẽ đóng băng mọi tài sản của các đối tượng bị chế tài nằm trong quyền tài phán của Mỹ và ngăn chặn các cá nhân bị chế tài di chuyển tới Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp chế tài này gần như không có ảnh hưởng lớn đến các quan chức tại Cuba, bởi vì từ lâu họ đã không có tài sản tại Mỹ hoặc di chuyển tới Mỹ do chế độ Cộng sản Havana đã bị Mỹ cấm vận nhiều thập kỷ này. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục liệt những người giúp chính quyền Cuba duy trì hành vi lạm dụng nhân quyền đối với những người biểu tình ôn hòa, tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nói thêm. Trước đó, chính quyền Biden cũng đã áp đặt chế tài theo đạo luật Manisky đối với Alvaro López Mejia, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, cũng như các nhóm lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát cách mạng quốc gia Cuba và hai quan chức của tổ chức này là Oscar Carlos Varac và Eddie Serra Arias. Tổng thống Biden, sau một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của cộng đồng người Mỹ gốc Cuba hồi tháng 7, đã nói rằng: "Tôi muốn cộng đồng người Mỹ gốc Cuba biết rằng chúng tôi, tất cả những người ngồi quanh bàn này, gồm cả bản thân tôi, nhìn thấy nỗi đau của quý vị. Chúng tôi lắng nghe tiếng nói của quý vị và chúng tôi lắng nghe những lời kêu gọi tự do đến từ quốc đảo này. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung chế tài lên những cá nhân thực hiện hành vi lạm dụng nhân quyền tại Cuba." CIA xem xét thành lập trung tâm nhiệm vụ trung quốc để đối phó với đe dọa từ đảng cộng sản trung quốc Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ đang cân nhắc và xem xét việc thành lập một trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc độc lập nhằm tăng cường hiểu biết sâu sắc của Hoa Kỳ về đảng Cộng sản Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất của họ, đồng thời tăng cường sự chú ý của CIA đối với mối đe dọa từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo một báo cáo của Newsmart TV vào thứ Năm ngày 12 tháng 8, đề xuất này được đưa ra bởi ông William Byrne, giám đốc CIA. Đây là một phần trong quá trình CIA đánh giá rộng hơn về năng lực của Trung Quốc. Ông William Byrne hy vọng sẽ tăng cường sự chú ý của CIA đối với đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, nhiệm vụ Trung Quốc vẫn luôn là một phần của Trung tâm nhiệm vụ Đông Á và Thái Bình Dương của CIA. Trung tâm nhiệm vụ của CIA là một thực thể độc lập, sử dụng các nguồn lực của CIA theo mức độ ưu tiên. Một trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc độc lập sẽ dễ dàng hơn khi đảm bảo rằng tổ chức này có đủ nhân viên, kinh phí và sự quan tâm của giới cấp cao. Các trung tâm nhiệm vụ hiện có của CIA bao gồm các trung tâm chống tình báo, chống khủng bố và các trung tâm nhiệm vụ cận Đông. Một tuyên bố của CIA cho biết như giám đốc bên đã nói, Trung Quốc là một trong những ưu tiên của ông ấy. CIA cũng đang xác định cách tự định vị bản thân tốt nhất nhằm phản ánh tầm quan trọng của ưu tiên này. Một cựu quan chức CIA đề nghị giấu tên nói với Newsmax rằng nhiều người trong CIA từ lâu đã tin rằng cần thành lập một trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc độc lập, nhưng ít nhất cho đến nay vẫn không ai sẵn sàng khởi động nó. Năm 2017, dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump, CA đã thành lập một trung tâm nhiệm vụ Triều Tiên mới nhằm ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đề xuất trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc phản ánh các ưu tiên của ông bên tại phiên điều trần xác nhận của thượng viện vào tháng 2 năm nay ông bern tin rằng sự lãnh đạo thù địch và mang tính tước đoạt của đảng cộng sản trung quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với hoa kỳ ông cũng đề cập rằng mục tiêu của bắc kinh là thay thế hoa kỳ trở thành quốc gia quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên thế giới vào thời điểm đó, ông Wren nói với ủy ban tình báo thượng viện rằng, đối với CIA, điều này sẽ có nghĩa là tăng cường sự chú ý và khẩn cấp của họ. CIA sẽ liên tục củng cố đội ngũ chuyên gia về Trung Quốc vốn đã rất ấn tượng của mình. Xét về lâu dài, CIA cũng sẽ mở rộng kỹ năng ngôn ngữ, điều chỉnh nhân sự và phân bổ nguồn lực Tháng trước trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Cộng đồng Quốc gia Hoa Kỳ, ông Bern nói rằng cuộc đánh giá rộng hơn của CIA về nhiệm vụ Trung Quốc của họ cũng đang xem xét việc liệu có nên triển khai các chuyên gia về vấn đề Trung Quốc trên khắp thế giới như một cách tiếp nối chiến tranh lạnh chống lại ảnh hưởng của Liên Xô cũ hay không. Ông Bern cũng nói rằng CIA đang nghiên cứu cách đối phó với việc giám sát công nghệ có mặt ở khắp nơi và những năng lực rất tiên tiến khác trong ngành tình báo của Trung Quốc. Điều này cho thấy sự lo lắng của ông ấy về quy mô và tham vọng trong các hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Năm ngoái, ông Christopher Wei, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, cũng tuyên bố rằng âm mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ hoạt động gián điệp mạng internet đến việc đe dọa công dân Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ đã tạo nên tình huống người Mỹ phát hiện ra rằng bản thân họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh cắp đủ dữ liệu để lập hồ sơ toàn bộ người Mỹ. CIA và các cơ quan tình báo khác của Hoa Kỳ phải đối mặt với những nghi ngờ về khả năng thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc. Năm 2017, New York Times đưa tin rằng kể từ năm 2010, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệt phá một cách có hệ thống các hoạt động gián điệp của CIA ở Trung Quốc. Từ vài tuần cuối năm 2010 đến cuối năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết ít nhất hơn một chục người cung cấp thông tin của CIA tại Trung Quốc. Một báo cáo do Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra vào tháng 9 năm 2020 kết luận rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã không đáp ứng được những thách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, họ đã chú ý quá mức đến các mục tiêu truyền thống như khủng bố hoặc các mối đe dọa quân sự thông thường. John Biden yếu đuối và đấu tranh cầu xin những kẻ khủng bố Taliban đừng phá hủy Đại sứ quán Hoa Kỳ theo một báo cáo mới từ new york times tổng thống john biden đang cầu xin những kẻ khủng bố taliban đừng phá hủy đại sứ quán hoa kỳ ở kabul khi nhóm cực đoan giành lại quyền kiểm soát afghanistan sau khi biden rút quân về mỹ tờ new york times đưa tin các nhà đàm phán mỹ đang cố gắng đưa ra sự đảm bảo từ taliban rằng họ sẽ không tấn công đại sứ quán mỹ ở kabul nếu nhóm cực đoan này tiếp quản chính phủ của đất nước và muốn nhận viện trợ nước ngoài Nỗ lực do Jamie Khaliza đặt phái viên chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Taliban dẫn đầu tìm cách ngăn chặn việc sơ tán toàn bộ đại sứ quán khi họ nhanh chóng chiếm giữ các thành phố trên khắp Afghanistan. Diễn biến này diễn ra khi Taliban thu giữ vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ ở Afghanistan, các thiết bị bao gồm súng, pháo và thậm chí cả xe tăng. Báo cáo do Washington Free Beacon công bố được đưa ra sau khi các đoạn video bắt đầu lan truyền trên mạng cho thấy những kẻ khủng bố có vũ khí của Hoa Kỳ. Về cơ bản, Biden đã cung cấp cho những kẻ khủng bố Taliban những thiết bị quân sự tốt nhất trên thế giới, Washington Free Beacon đưa tin. Taliban đã thu giữ rất nhiều vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ từ các lực lượng an ninh Afghanistan khi nhóm khủng bố này tăng tốc tiếp quản sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi nước này các phần tử khủng bố taliban hiện đang sở hữu các phương tiện quân sự súng phòng không xe tăng bọc thép và pháo do mỹ sản xuất các loại vũ khí này được cung cấp cho lực lượng an ninh afghanistan để đảm bảo an ninh cho đất nước khi hoa kỳ kết thúc cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ tại đây Taliban đã áp đảo các lực lượng Afghanistan, chiếm các tỉnh quan trọng của Afghanistan và sử dụng vũ khí của Mỹ để tăng cường sức mạnh cho cuộc tấn công. Bradley Bowman, giám đốc cấp cao của Trung tâm Quyền lực Quân sự và Chính trị tại Quỹ bảo vệ các nền dân chủ, cho biết những hệ thống bị cướp này sẽ làm tăng khả năng cơ động và khả năng sát thương của Taliban, khiến chúng trở thành đối thủ đáng gờm hơn. Chúng tôi đã thấy Taliban sử dụng máy bay không người lái tân tiến để tuần tra Kudun và Saepo. Tình hình ở Afghanistan khiến người được gọi là tổng tư lệnh vô cùng bối rối. Biden thông báo rằng ông sẽ đưa 3.000 lính Mỹ trở lại nước này để giúp sơ tán đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Ngay sau khi thông báo, Biden đã lên đường đi nghỉ. Chiến lược gia Ani Aleman của đảng Cộng hòa cho biết rất hợp lý khi kỳ vọng Kabul sẽ thất thủ vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày 11 tháng 9 năm nay. Bradley Bowman nói thêm, những gì lo ngại về pháo binh bị bắt đã thúc đẩy Mỹ không kích. Hy vọng rằng những cuộc không kích đó của Hoa Kỳ sẽ gia tăng và tiếp tục sau thời hạn 31 tháng 8. Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho lực lượng an ninh Afghanistan không phải là hoạt động từ thiện. Nó đang giúp một đối tác dũng cảm chiến đấu với kẻ thù chung ở đó để họ không thể nhắm mục tiêu vào chúng tôi ở đây. Bowman cũng lưu ý rằng chính quyền Biden dường như đã quên một trong những bài học cốt lõi của sự kiện 11 tháng 9. Điều gì xảy ra có thể làm tổn thương chúng ta ở đây. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi tại đây. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình tin tức của kênh Little Saigon News.